Phòng khám nhiều của trường Thoát Nam Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Em ăn vào là hơi sôi bụng, ngày đi ngoài nhiều lần, phân thì lỏng lát, ngủ nửa đêm phải dậy, thức dậy đi tiểu. Đây là một cả một cái chuỗi dọc rồi. Một là viêm dạ dày, hai là thận yếu, ba là đại tràng kém, bốn là gan nóng. Thế thì trong đông y chữa bệnh thì nó chỉ cần ba cái tạng chính mà cần phải chữa, là gì? Thận, gan, tỳ. Đấy, thận, gan và tỳ. Tỳ là chủ về bộ máy tiêu hóa, thận là chủ về khí, chủ về tinh. Đặc biệt là thận thì liên thông với lục phủ và ngũ tạng. Gan thì chủ về thải độc, gan chủ về huyết, và đặc biệt là gan hỗ trợ và tiêu hóa cực kỳ tốt. Thế thì muốn chữa được bệnh này thì đầu tiên cần phải gì ạ? Đầu tiên là phải ăn uống là phải kiêng khem đạm bạc. Hai nữa là ăn thì nhai kỹ, vì khi mà nhai kỹ thì cái tuyến nước bọt của mình nó tiết được ra. Một là cái tuyến nước bọt đấy là một cái cơ quan, một cái bộ phận nó sản sinh ra nhiều lượng kiềm nhất trong cơ thể. Hai nữa là cái tuyến nước bọt mình nhai kỹ, tuyến nước bọt nó tiết được ra, thì trong cái tuyến nước bọt nó có cả enzyme hỗ trợ cái tiêu hóa cực kỳ tốt. Ba nữa là tập thể dục thì cần phải kéo gối hoặc vỗ tay cho hành khí và huyết, đặc biệt nó mạnh được cái thận. Thận nó ấm lên được thì nó làm cho nó hành khí. Khi nó thận ấm lên được thì nó thải cái lạnh, nó đẩy cái lạnh, cái hàn khí trong người ra, thì nó làm ấm khung đại tràng và hỗ trợ điều trị cái đại tràng nó yếu hoặc là đại tràng nó bị viêm nhiễm. Và ba là phải ngủ sớm. Ngủ sớm là có tác dụng làm gì ạ? Nó là giải độc của cái gan. Vì giờ giải độc của gan và mật nó là gì? Từ 1 giờ, từ 2-3 giờ đến 3 giờ sáng. Thì cái thời điểm đấy là rất là quan trọng. Có nhiều người gọi đến này, em anh ơi em bị A, B, C, D, G, H, I, K ở Mỹ này, nhưng mà bảo ngủ sớm không, em công việc của em hoặc là em quen thói quen thì toàn 1-2 giờ đi ngủ. Bố thằng Tây nào mà chữa được, làm gì có màu mà có thể chữa được. Vì trong những cái câu nói của những cái bậc nho gia hoặc y gia kinh điển thì người ta đã nói rồi, một người mà qua 2-3 giờ mà vẫn chưa đi ngủ thì thầy thuốc không thể chữa được khỏi, hoặc là chữa cũng không khỏi được bệnh. Hai nữa là nhiều người mang cái mác, gắn cái mác là lương y bác sĩ, thế nhưng mà 1-3 giờ sáng vẫn online trên, vẫn trả lời cộng đồng. Trong cái đó là cái việc cần nhất là cần gì ạ? Ông phải tạo thói quen cho bệnh nhân là đừng hỏi giờ muộn đấy. Hai nữa là mình không làm việc, mình phải là gương. Ông làm thầy thuốc mà cuối cùng là ông cứ giờ đấy, ông vẫn online ở Mỹ, ông trả lời bệnh tật. Trong cái đó là cái giờ bệnh nhân cần phải nghỉ thì ông không để cho bệnh nhân nghỉ. Mà cứ làm như vậy thì làm sao mà có cái tạo thói quen tốt cho người khác. Gương mặt của thầy thuốc cũng là cái cách mà để bệnh nhân người ta nhìn vào. Nếu mà gương mặt của thầy thuốc mà sạm đen ra, mặt mũi nói về bệnh học, cuối cùng ông mặt ông sạm đen ra, khí lực thì không có, giờ giấc thì vô độ, lung tung linh tinh, mà bảo làm nói được ai, không răn, không vấn được mình, thắng được mình mới là mới thắng được tất cả, thắng được mình mới là cái tốt, thì những bệnh nhân là người theo.